các bạn sinh viên báo chí này đã khác xưa nhiều, không ghi chép thông tin trên những trang giấy nữa, mà thay vào đó là soạn thảo trên các phần mềm máy tính. Một chiếc laptop sẽ giúp chúng ta ghi chép, tìm kiếm tin tức cho dù ở bất kỳ nơi nào, thời điểm nào. Sau đây là cấu hình khuyến nghị cũng như top 5 chiếc laptop tốt nhất để học cho sinh viên báo chí đang sẵn hàng tại laptop TCL. CPU, Core i5 Gen 7 đến 11, RAM 8/16GB, SSD 128/256GB, màn hình Full HD IPS. Thông tin chi tiết về máy và các chương trình khuyến mãi mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhé. Vị trí đầu tiên là một chiếc laptop mới ra mắt trong năm 2021 của Dell. Dell Inspiron 3511 có cấu hình CPU i5 đến 1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce MX 3502GB. Ưu điểm: thiết kế hiện đại, sang chảnh, viền màn hình mỏng, cấu hình i5 thế hệ 11 mới nhất trên laptop, các rời NVIDIA khỏe gần bằng GTX 1050. Chiếc máy này đang được giảm trực tiếp 1 triệu cho các bạn học sinh, sinh viên chỉ còn 19.490. Dell Inspiron 3501, người anh em sinh đôi của Dell 3511, có cấu hình CPU i5 đến 1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce MX 3502GB. Ưu điểm: thiết kế mang hướng cổ điển, cấu hình tương tự 3511 thoải mái làm các công việc ghi chép hay kể cả làm ảnh, video phục vụ truyền thông. Giá siêu tốt cho các bạn sinh viên chỉ 19.490. Tiếp theo là vị trí số 3 là chiếc laptop HP Notebook 14S đến CG2005TU, có cấu hình CPU i5 đến 10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 FHD. Ưu điểm: đây là một chiếc laptop có ngoại hình rất đẹp và sang chảnh cho các bạn sinh viên. Kích cỡ 14 inch nhỏ gọn, cấu hình tuyệt vời i5 thế hệ 10 dư sức làm văn phòng và giải trí nhẹ trong vòng 5 đến 7 năm tới. Giá quá rẻ cho các bạn sinh viên chỉ 13.490. Không có đối thủ trong tầm giá này. Tiếp tục là một chiếc laptop siêu phẩm của Dell là chiếc XPS 9560. Cấu hình CPU i5 i7 đến 7700HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA NVIDIA GTX 1050, màn hình 15.6, FHD 4K cảm ứng. Ưu điểm: bên trong một thiết kế sang trọng, tinh tế, là một cấu hình khủng long đáp ứng mọi nhu cầu, xứng danh siêu phẩm một thời. Giá quá rẻ để sở hữu siêu phẩm chỉ 21.290. Cuối cùng là một đại diện nữa đến từ Dell là chiếc Dell Inspiron 5488 với cấu hình CPU i5 đến 8250U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 FHD, VGA NVIDIA MX 2502GB. Cấu hình còn khá mới, i5 đời 8 kết hợp với các đồ họa rời đem lại hiệu năng rất tốt. Màn hình 14 Full HD rất sắc nét và đẹp mắt. Đặc biệt giảm giá cho sinh viên chỉ còn 14.190. Trong danh sách 5 chiếc laptop cho sinh viên báo chí kể trên, bạn ấn tượng với chiếc máy nào nhất? Để lại comment ở phía dưới cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.